được an toàn, thuận lợi thì chúng ta phải có hoa tiêu dẫn đường để chúng ta có thể đi đến nơi và đến chốn, phải không nào? Vậy thì ai là người mà rất giỏi địa lý ở lớp mình hoặc là rất thông thuộc vùng quê Hà Nam thân yêu? À, có mời Dũng Thảo.